nhật tình hình COVID-19 ngày 27 tháng 3. Bản tin hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Bản tin thế giới. Mỹ thêm gần 15.000 ca nhiễm, vượt Trung Quốc cao nhất thế giới. 712 người chết vì COVID-19 trong ngày, số ca tử vong ở Italia vượt 8.000 ca. Bệnh viện Tây Ban Nha quá tải, bệnh nhân COVID-19 chết khi chờ nhập viện. 3-10% bệnh nhân COVID-19 ở bệnh viện Vũ Hán dương tính trở lại sau khi hồi phục. Bản tin Việt Nam. Thêm 5 ca mắc COVID-19, nâng tổng số thành 153 ca, 3 người lây từ bệnh nhân COVID-19. Thủ tướng tạm dừng mọi hoạt động hội họp tập trung trên 20 người. Người Sài Gòn sẽ bị xử phạt nếu không đeo khẩu trang. Theo số liệu của trang thống kê Worldometer, tính đến 6 giờ sáng ngày 27 tháng 3, thế giới ghi nhận 529.132 ca nhiễm dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 do chủng mới của virus corona SARS-CoV-2 gây ra, với 23.967 ca tử vong và 123.380 ca bình phục. Theo Bộ Y tế Việt Nam, hiện tại cả nước đã có 153 ca dương tính với COVID-19, 1.729 trường hợp nghi nhiễm và hơn 57.000 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. 16 người mắc COVID-19 tính từ ngày 23 tháng 1 đến ngày 13 tháng 2 đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn, giai đoạn 1. Một bệnh nhân 18 mắc COVID-19 tính từ ngày 6 tháng 3 đến ngày 20 tháng 3 đã được chữa khỏi, giai đoạn 2. Ngoài ra, hiện trên cả nước có 1.729 trường hợp nghi nhiễm đang được cách ly, theo dõi, 57.104 người tiếp xúc gần hoặc nhập cảnh từ vùng dịch đang được cách ly, theo dõi sức khỏe. Tổng số mẫu đã có kết quả xét nghiệm âm tính 31.728. Tổng số trường hợp nghi ngờ đã loại trừ 9.963. Bản tin thế giới. Mỹ vượt Trung Quốc, Italia trở thành ổ dịch COVID-19 lớn nhất thế giới. Với hơn 82.000 người mắc COVID-19, Mỹ chính thức vượt Trung Quốc và Italia trở thành ổ dịch lớn nhất thế giới, kéo theo tình trạng quá tải cho hệ thống bệnh viện tại quốc gia này. Mỹ ghi nhận thêm 14.933 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ qua, nâng số ca nhiễm trên cả nước lên 83.144 người. Nước này cũng ghi nhận thêm 174 người chết, nâng tổng số ca tử vong lên 1.201 người. New York, Washington và California là ba bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất. Trong khi đó, số ca nhiễm tại các bang và thành phố khác cũng tăng lên một cách nhanh chóng. Mặc dù tỷ lệ tử vong ở Mỹ thấp so với các điểm nóng khác về dịch COVID-19, song giới chuyên gia cho rằng tỷ lệ tử vong ở Mỹ sẽ tăng và số ca bệnh thực tế có thể cao hơn thống kê, do hiện tại Mỹ vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu các bộ dụng cụ xét nghiệm. Trong bối cảnh dịch bùng phát, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông qua một tuyên bố về tình trạng thảm họa đối với bang Illinois, mở đường cho việc bổ sung hỗ trợ liên bang đối với bang Illinois, một trong những bang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch COVID-19. 712 người chết vì COVID-19 trong ngày, số ca tử vong ở Italia vượt 8.000 ca. Số người chết và mắc mới COVID-19 tại Italia tiếp tục tăng, khiến nước này trên đà vượt Trung Quốc về số người nhiễm bệnh. Reuters dẫn thông tin từ Cơ quan Phòng vệ Dân sự Italia cho biết, trong ngày 26 tháng 3, nước này ghi nhận 712 ca tử vong vì COVID-19, nâng tổng số người chết vì dịch bệnh này tại đây lên 8.215 người. Cũng trong ngày hôm qua, Italia ghi nhận thêm 6.153 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số người nhiễm bệnh tại quốc gia này lên 80.539 ca, chuẩn bị vượt qua con số hơn 81.000 người mắc COVID-19 ở Trung Quốc. Giới chức trách Italia trong tuần này thừa nhận số người mắc bệnh thực tế ở Italia có thể cao gấp 10 lần con số thống kê, bởi hiện tại, giới y tế chỉ mới xét nghiệm cho những người có nguy cơ cao. Điều đáng lo ngại hơn nữa khi dịch COVID-19 đang có xu hướng lan rộng sang các khu vực miền Nam kém phát triển hơn của Italia. Tại vùng Campania, số người mắc COVID-19 đang tăng nhanh. Bệnh viện Tây Ban Nha quá tải, bệnh nhân COVID-19 chết khi chờ nhập viện. Diễn biến dịch bệnh COVID-19 ngày càng phức tạp ở Tây Ban Nha đã đẩy bệnh viện vào cảnh gồng mình, chữa trị cho số lượng lớn các bệnh nhân, thậm chí có những người đã tử vong khi chờ nhập viện. Các bệnh viện ở các quốc gia châu Âu này cũng như là các nhân viên y tế đã quá tải đến mức mà người bệnh COVID-19 được Bloomberg mô tả tử vong ở ngay phòng chờ trước khi được nhập viện để được chữa trị. 3-10% bệnh nhân COVID-19 ở bệnh viện Vũ Hán dương tính trở lại sau khi hồi phục. Các nhà nghiên cứu trên thế giới vẫn đang xác định liệu bệnh nhân hồi phục có thể lây virus cho người khác và liệu cơ thể họ có xuất hiện kháng thể giúp họ miễn dịch với căn bệnh này hay không. Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 81.000 ca nhiễm và 3.200 trường hợp tử vong. Tuy vậy, đa phần những ca nhiễm mới đều là ngoại nhập. Giám đốc bệnh viện Tông Di Wangwei nói trên CCTV rằng, trong số 147 bệnh nhân phục hồi mà các bác sĩ tiến hành nghiên cứu, chỉ có 5 người, tức khoảng 3% dương tính trở lại sau khi được xét nghiệm acid nucleic. Trong khi đó, theo tờ Lifetime, các cơ sở cách ly tại Vũ Hán thông báo rằng có khoảng 5-10% bệnh nhân phục hồi dương tính trở lại.
Trước đó, đã có những thông tin về các ca bệnh được xác định dương tính trở lại sau khi hồi phục. Trong đó, một bài báo của hôm 22 tháng 3 của Lifetime nói về trường hợp gia đình 3 người Vũ Hán đều dương tính trở lại với virus corona. Những trường hợp như vậy đặt ra câu hỏi liệu xét nghiệm acid nucleic có đủ tin cậy trong việc xác định sự xuất hiện của virus trong các bệnh nhân đã hồi phục này hay không. Các chuyên gia cũng bày tỏ lo ngại về độ tin cậy của các bộ xét nghiệm cũng như việc thu thập, bảo quản mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân. Bản tin Việt Nam. Thêm 5 ca mắc COVID-19, nâng tổng số thành 153 ca, 3 người lây nhiễm từ bệnh nhân COVID-19. Việt Nam ghi nhận thêm 5 trường hợp mắc mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 của Việt Nam lên tới 153 ca. 2 ca trong tổng số 5 bệnh nhân này là những người từ nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam trong khoảng thời gian từ 21 tháng 3 đến ngày 23 tháng 3 năm 2020, được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. 3 ca còn lại lây từ các bệnh nhân đã được phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2. Trước diễn biến lây lan nhanh của COVID-19, Bộ Y tế khuyến cáo chấp hành nghiêm quy định của chính phủ không tụ tập nơi đông người. Nếu có việc thực sự cần thiết phải ra đường, phải giữ khoảng cách 2 mét với người khác và luôn mang khẩu trang, không nên đeo khẩu trang để đối phó, hãy đeo khẩu trang kín cả mũi, miệng để đề phòng bảo vệ sức khỏe của chính mình và những người xung quanh. Chăm tập thể dục, ăn uống đủ chất, rửa tay thường xuyên và để nơi ở sạch sẽ, thoáng khí, chăm sóc mình tốt để tăng sức đề kháng bản thân là góp phần chống dịch. Thủ tướng tạm dừng mọi hoạt động hội họp, tập trung trên 20 người. Phát biểu tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 sáng ngày 26 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nêu rõ sẽ xử lý nghiêm chính quyền địa phương nếu để xảy ra việc tập trung trên 20 người. Theo dự báo, chúng ta có 2 tuần để hành động và virus sẽ lây lan nhanh hơn hành động của chúng ta nếu chúng ta không triển khai phòng chống kịp thời, quyết liệt. Thủ tướng yêu cầu ít nhất trong 2 tuần tới, người đứng đầu chính quyền phải cấp tạm dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người. Để đảm bảo an toàn, nhất là thời điểm hiện nay và thời gian tới, người dân nên ít di chuyển và thay đổi phương thức làm việc từ trực tiếp sang trực tuyến và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm, Thủ tướng nói. Người Sài Gòn sẽ bị phạt nếu không đeo khẩu trang. Họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 chiều ngày 26 tháng 3, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết thành phố sẽ quyết liệt không để người nước ngoài đem nguy cơ lây nhiễm vào thành phố, người Việt Nam từ nước ngoài về buộc phải cách ly. Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được yêu cầu thực hiện tốt 2 giải pháp để ngăn dịch lây lan là hạn chế người dân đi lại và phải đeo khẩu trang. Sở Y tế phải công khai nhãn hiệu khẩu trang chất lượng, chính quyền địa phương công bố nơi bán để người dân mua. Bí thư Thành ủy đề nghị người dân Thành phố Hồ Chí Minh khi ra đường phải đeo khẩu trang, trường hợp không đeo khẩu trang sẽ bị chế tài. Ngoài ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân còn nhấn mạnh cán bộ, công chức thành phố sẽ giảm 1/2 thu nhập tăng thêm năm 2020 để hỗ trợ khoảng 600.000 người mất việc làm, không có thu nhập với số tiền 1 triệu đồng mỗi người một tháng. Hãy like, share và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin mới nhất về dịch COVID-19.